Trời ơi, biết vậy. Bây giờ để kết thúc chương trình là một cái nhạc phẩm mà quen thuộc quý vị thường thấy thầy Trần hát. Đó là nhạc phẩm bài Tình Ca Cho Em. Nhưng mình không hát sửa quá, mình hát xin tiếng Việt. Bữa nay có tâm trạng hát cho bạn nghe, nhưng mà cái con nhỏ khác bị phân biệt.
bao nhiêu mình đang cái đời khổ, yêu người này lấy người khác. Mà tôi có vợ rồi đó, đeo chi giờ không biết nữa. Đau lắm, thích thấy mẹ giáo bộ nói đừng có chồng. Yêu anh, trời đau ôi anh không có nhau. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.